Mình được Tử Vi xin kính chào các bạn. Chào mừng các bạn đã quay trở lại với video clip của chúng tôi. Chúc các bạn ngày mới bình an, vui vẻ, hạnh phúc, vạn sự cát tường. Sau đây mà các bạn đón xem Tử Vi 12 con giáp thứ sáu ngày 25 tháng 6 năm 2021 và theo âm lịch hôm nay là ngày 16 tháng 5 năm Tân Sửu. Ngày này là ngày Giáp Thìn, tháng Giáp Ngọ năm tân sửu và ngày hôm nay là ngày hắc đạo các giờ hoàng đạo trong ngày như giờ bính dần từ 3 giờ đến 5 giờ thuộc tư mệnh, giờ mậu thìn từ 7 giờ đến 9 giờ thuộc thanh long, giờ kỷ tỵ từ 9 giờ đến 11 giờ thuộc minh đường, giờ nhâm thân từ 15 giờ đến 17 giờ thuộc kim quỹ, giờ quý dậu từ 17 giờ đến 19 giờ thuộc bạo quang, giờ ất hợi từ 21 giờ đến 23 giờ thuộc ngọc đường. Giờ hắc đạo trong ngày gồm có giờ Giáp Tý từ 23 giờ đến 1 giờ thuộc Thiên Lao, giờ Ất Sửu từ 1 giờ đến 3 giờ thuộc Nguyên Vũ, giờ Đinh Mão từ 5 giờ đến 7 giờ thuộc Câu Trận, giờ Canh Ngọ từ 11 giờ đến 13 giờ thuộc Thiên Hình, giờ Tân Mùi từ 13 giờ đến 15 giờ thuộc Chu Tước, giờ Giáp Tuất từ 19 giờ đến 21 giờ thuộc Bạch Hổ vài ngũ hành ngũ hành niên mệnh phú đăng hỏa ngày giáp thìn tức can khắc chi nghĩa là mộc khắc với thổ và ngày hôm nay là ngày cát vài nạp âm phú đăng hỏa kỵ tuổi mậu tuất canh tuất ngày thuộc hành hỏa khắc với hành kim đặc biệt là tuổi nhâm thân giáp ngọ thuộc hành kim không sợ hỏa ngày thìn lục hợp với dậu tam hợp với tý và thân thành thủy cục, sông với tuất, hình thìn, hình mùi, hại mão, phá xỉu và tuyệt tuất. Vài tuổi xung khắc trong ngày, tuổi nhâm tuất, canh tuất, canh thìn, tuổi xung trong tháng, tuổi mạo tí, nhâm tí, canh dần. Vài các sao tốt xấu trong ngày, trong ngày có các sao tốt như sao sinh khí, tốt mọi việc, nhất là về xây dựng nhà cửa, tu tạo, động thổ ban nền, trồng cây, sao minh tinh, tốt mọi việc, sao yếu in, hay còn gọi là sao thiên quý, tốt mọi việc, nhất là cưới hỏi, sao đại hồng sa, tốt mọi việc. Sao xấu trong ngày gồm có, sao hoang vu, xấu mọi việc, sao tứ thời cô có, kỵ về cưới hỏi. Vài hướng xuất hành tốt trong ngày, hỷ thần, hướng đông bắc, tài thần, hướng đông nam. Và sau đây, mời các bạn đón xem tử vi chi tiết 12 con giáp thứ 6 ngày 25 tháng 6 năm 2021. Mời các bạn cùng theo dõi. Đầu tiên, mời các bạn đón xem tử vi tuổi Tý thứ 6 ngày 25 tháng 6 năm 2021. Xem vận trình ngày thứ 6 này với bạn tuổi Tý cho chúng ta thấy là bạn tuổi Tý đang gặp được ngày có cục diện ngũ hành tam hợp thân tí thìn phù trợ cái điều này báo hiệu cho bạn tuổi tý trải qua một ngày có thể sẽ gặp được vận quý nhân trợ mệnh các chuyện làm ăn kinh doanh buôn bán của bạn mệnh nhờ vậy mà khá thuận lợi bạn sẽ có được những cơ hội phát triển mới lợi nhuận cũng theo đó mà tăng vọt lên tuy nhiên trong vận trình ngày thứ sáu này với ba tuổi tý lại đang chịu ảnh hưởng của thương quan chiếu mệnh cho nên cuộc sống của bạn trong ngày hôm nay bỗng chốc trở nên lại quá bận rộn, khiến cho bạn đánh mất đi nhiều thứ quan trọng, trong đó có cả chuyện tình cảm gia đình. Chuyên tâm làm ăn, nhưng bạn cũng đừng quên quan tâm tới tổ ấm của mình bạn tuổi tí nhé. Trong vận trình ngày thứ sáu này với bạn tuổi tí, cũng đang gặp ngày có thủy thổ xung khắc. Cái điều này làm cho bạn đang có điểm báo, có mối đe dọa về tình cảm lứa đôi khiến cho hai bạn dễ xảy ra sự tranh cãi vì những vấn đề hết sức nhỏ nhặt. Và đôi khi bạn cũng nên để ý tới cảm xúc của người ấy thay vì có hơn thua chua bằng được kéo lại tổn thương gây ra sẽ khó mà chữa lành được. Vài tử vi tuổi giáp tý thuộc mệnh kim có thể sẽ gặp được vận quý nhân trợ mệnh. Tử vi tuổi bính tý thuộc mệnh thủy chuyện làm ăn buôn bán được thuận lợi có cơ hội phát triển mới từ vi tuổi mậu tý thuộc mệnh hỏa dù bạn bận rộn đến đâu cũng nên dành thời gian quan tâm tới gia đình của mình từ vi tuổi canh tý thuộc mệnh thổ đôi đứa dễ xảy ra sự tranh cãi do vấn đề bất đồng từ vi tuổi nhâm tý thuộc mệnh mộc nên quan tâm tới cảm xúc của đối phương trước khi phát ngôn vài đánh giá của bạn tuổi tý trong ngày thứ sáu này sự nghiệp 4 sao, tài lộc 5 sao, sức khỏe 4 sao, tình cảm 3 sao, con số may mắn số 14, số 68, giờ tốt từ 11 giờ đến 13 giờ, màu sắc cát tường màu xanh lục, màu trắng, quý nhân phù trợ, tuổi Dậu, tuổi Thân, tuổi Tỵ. Từ với tuổi xỉu thứ 6 ngày 25 tháng 6 năm 2021 Xem vận trình ngày thứ sáu này với bà tuổi xỉu cho chúng ta thấy là bà tuổi sửu đang gặp ngày có cục diện ngũ hành tương phá, cái điều này là lời nhắc nhở cho bà tuổi sửu cần phải chú ý tới sự tương tác với mọi người trong ngày hôm nay. Dù công việc của bạn khó bề được suôn sẻ, dù các thành viên có sự tranh cãi, bất đồng lẫn nhau, tập thể thiếu đi sự đoàn kết có thể kéo lùi bước tiến trị của bạn rất nhiều nữa. Bù lại, trong vận trình ngày thứ sáu này với bạn tuổi Sửu lại đang gặp được ngày của chính Ấn Độ mệnh sẽ là một ngày khá khả quan về tài chính đối với bạn trong ngày hôm nay. Và có thể một người bạn từng làm việc cùng với bạn trong quá khứ sẽ xuất hiện và mang theo những lời mời hấp dẫn hoặc là có ai đưa tới cơ hội về đầu tư khá triển vọng cho bạn mệnh nữa ngày này với bạn tuổi Sửu lại đang gặp ngày có thổ khí vượng, cái điều này bạn nên chú ý hơn tới vấn đề sức khỏe của bản thân mình, nhất là về vấn đề đường tiêu hóa, bản mệnh có thể là do thời gian căng thẳng và áp lực sẽ khiến cho bạn mắc bệnh về dạ dày, bạn cần phải lưu ý để thăm khám bác sĩ chữa trị kịp thời bạn tuổi Sửu nhé về từ vi tuổi ất sửu thuộc mệnh kim chú ý xây dựng sự tương tác với mọi người từ vi tuổi đinh sửu thuộc mệnh thủy có sự bất đồng tranh cãi khiến cho hiệu suất công việc của bạn bị giảm sút từ vi tuổi kỷ sửu thuộc mệnh hỏa tập thể mất đi sự đoàn kết kéo lùi sự phát triển của các thành viên trong đó có bạn. Từ vi tuổi tân sửu thuộc mệnh thổ, tài chính có được sự khả quan, được mọi người, người quyên giới thiệu cho cơ hội hấp dẫn. Từ vi tuổi quý sửu thuộc mệnh mộc, chú ý dưỡng sinh cho cơ thể, tránh làm việc căng thẳng. Vài đánh giá của bạn tuổi sửu trong ngày thứ sáu này, sự nghiệp 3 sao, tài lộc 4 sao, sức khỏe 3 sao, tình cảm 3 sao, con số may mắn số 24, số 87, giờ tốt từ 11 giờ đến 13 giờ, màu sắc cát tường, màu vàng, màu nâu, quý nhân phù trợ, tuổi tuất, tuổi mão, tuổi hợi. Từ vi tuổi dần thứ sáu ngày 25 tháng 6 năm 2021. Xem vận trình ngày thứ sáu này với bạn tuổi dần ạ cho chúng ta thấy là bạn tuổi dần đang gặp được ngày có thiên tài nhập cục cái điều này làm cho quân đường tài lộc của bạn trong ngày hôm nay đang có được nhiều tin vui khi mà tiền bạc ào ào đổ về túi với bạn tuổi dần bạn có thêm ngày tay trái để gia tăng thu nhập cho mình tuy có chút vất vả nhưng thành quả mà bạn nhận về khiến cho bạn rất hài lòng nữa và ngày này đối với những bạn làm kinh doanh thì có được cơ hội phát triển quy mô làm ăn lớn hơn nữa nếu như bạn biết nắm bắt được cơ hội này thì chẳng lùa không có tiền tiêu, bạn mạnh tuổi dần cần phải tỉnh táo và sáng suốt để không bỏ lỡ thời cơ phát tài đến với mình. Tuy nhiên, trong vận trình ngày thứ sáu này với bạn tuổi dần, cũng đang gặp ngày có ngũ hành xung khắc. Cái điều này khiến cho chuyện tình cảm của bạn trong ngày hôm nay lại không được mấy vui vẻ cho lắm, buồn thì nhiều và mâu thuẫn kéo dài, khoảng cách giữa hai bạn càng xa nhau hơn. Và dù bạn đã cố gắng hàn gắn sự rạn nứt nhưng nỗ lực của bạn the, từ một phía cũng vô ích mà thôi vài tử vi tuổi giáp dần thuộc mệnh thủy tài lộc có nhiều tin vui tiền đổ về túi ào ào tử vi tuổi bính dần thuộc mệnh hỏa có thêm thu nhập từ nghề tay trái tử vi tuổi mậu dần thuộc mệnh thổ đối với những bạn làm kinh doanh buôn bán mở rộng được quy mô làm ăn tử vi tuổi canh dần thuộc mệnh mộc cần phải nhanh chóng nắm bắt lấy cơ hội phát tài khi nó đến tử vi tuổi nhâm dần thuộc mệnh kim tình cảm vui ít buồn nhiều Vài đánh giá của bạn tuổi dần trong ngày thứ 6 này, sự nghiệp 4 sao, tài lộc 5 sao, sức khỏe 4 sao, tình cảm 3 sao, con số may mắn số 60, số 76, giờ tốt từ 7 giờ đến 9 giờ, màu sắc cát tường, màu đen, màu vàng, quý nhân phù trợ, tuổi mùi, tuổi tốt, tuổi hợi, Từ vi tuổi Mão thứ sáu ngày 25 tháng 6 năm 2021 xem vận trình ngày thứ sáu này với bạn tuổi Mão cho chúng ta thấy là với bạn tuổi Mão đang gặp ngày có cục diện ngũ hành tư hại cái điều này làm cho bạn tuổi Mão cái chuyện tình cảm của bạn không được mấy tốt đẹp bạn và đối phương gặp nhiều mâu thuẫn Ai cũng có chính kiến riêng và không có ý định lắng nghe người khác và đây sẽ là lý do giết chết tình yêu của hai bạn và ngày này với bạn tuổi mão lại đang gặp được ngày của chính tài chiếu mệnh đây là báo hiệu cho bạn là thời điểm rất thích hợp để cho bạn đầu tư kinh doanh nếu như bạn có ý định mở rộng quy mô kinh doanh để tăng thêm thu nhập cho mình bạn có thể lên ý tưởng ngay từ bây giờ với bạn tuổi mão trong ngày này lại đang gặp ngày của ngũ hành xung khắc nhắc nhở bản mệnh đừng quên chăm sóc cho cơ thể mình vì sức khỏe là tài sản vô giá chỉ khi có một sức khỏe tốt, bạn mới có thể thoải mái, theo đuổi những thứ mà mình mong muốn. Vài tử vi tuổi ất mão thuộc mệnh thủy, tình duyên không được như ý, do mâu thuận án ngữ, tử vi tuổi đinh mão thuộc mệnh hỏa, tình yêu, muốn lâu bền, cần phải loại bỏ cái tôi cá nhân, tử vi tuổi kỷ mão thuộc mệnh thổ, hôm nay là ngày thích hợp để cho bạn đầu tư, kinh doanh, tử vi tuổi tân mão thuộc mệnh mộc, có thể lên kế hoạch để cải thiện thu nhập càng sớm càng tốt. Tử vi tuổi quý mão thuộc mệnh kim, đừng quên chăm sóc sức khỏe để thoải mái thiêu đủ những mục tiêu mà mình đã đặt ra. Và đánh giá của bà tuổi mão trong ngày thứ sáu này, sự nghiệp 4 sao, tài lộc 5 sao, sức khỏe 4 sao, tình cảm 3 sao, con số may mắn, số 12, số 91, giờ tốt, từ 7 giờ đến 9 giờ, màu sắc cát tường, màu đen, màu xanh dương, quý nhân phù trợ, tuổi tốt, tuổi hợi, tuổi mùi. Từ vi tuổi thìn, thứ 6, ngày 25 tháng 6 năm 2021, xem vận trình ngày thứ sáu này với bà tuổi thìn cho chúng ta thấy là với bà tuổi thìn đang gặp ngày của cục diện ngũ hành thìn thìn tự hình cái điều này gây ra những nỗi bất an không tên ở trong lòng bạn ngày hôm nay và nếu như bạn tuổi thìn lo sợ vì những điều sắp xảy ra thì tốt hơn hết là bạn nên tìm cách xử lý từ bây giờ còn nếu như bạn tiếp tục không hành động thì lại càng căng thẳng và mệt mỏi hơn cho bạn mà thôi và trong vận trình ngày thứ sáu này với bạn tuổi thìn lại đang gặp được ngày của thiên ấn chiếu mệnh. cái điều này như tiếp thêm sức mạnh để cho bạn giải quyết rứt điểm những rắc rối hiện tại khó khăn đến đâu rồi cũng được bạn giải quyết khắc phục ổn thỏa bạn mệnh thậm chí còn có được cơ hội để thể hiện năng lực của mình với mọi người nữa và với bạn tuổi thìn ạ may mắn là vào những lúc hoang mang như hiện tại bạn luôn nhận được sự quan tâm và động viên kịp thời từ nửa kia và bạn thầm cảm ơn định mệnh đã sắp đặt để cho hai bạn có thể gặp được nhau và ở bên nhau đến giờ dù còn nhiều trở ngại thử thách ở phía trước nhưng bạn tin vào tình yêu của hai người đủ lớn để cả hai quyết tâm vượt qua được mọi khó khăn sóng gió của cuộc đời vài tử vi tuổi giáp thìn thuộc mệnh hỏa có sự mệt mỏi vì những nỗi bất an không tên ở trong lòng tử vi tuổi bính thìn thuộc mệnh thổ nên tìm cách xử trí vấn đề càng sớm càng tốt tử vi tuổi mậu thìn thuộc mệnh mộc có động lực giải quyết những rắc rối khó khăn hiện tại, tử vi tuổi canh thìn thuộc mệnh kim có cơ hội để thể hiện năng lực xuất chúng của bản thân. Tử vi tuổi nhâm thìn thuộc mệnh thủy tình cảm bền vững nhờ cả hai luôn ở bên người kia trong những lúc khó khăn. Vài đánh giá của bạn tuổi thìn trong ngày thứ sáu này, sự nghiệp 3 sao, tài lộc. 4 sao, sức khỏe 4 sao, tình cảm 5 sao, con số may mắn số 24, số 68, giờ tốt từ 11 giờ đến 13 giờ, màu sắc cá tường, màu vàng, màu nâu, quý nhân phù trợ, tuổi tuất, tuổi dậu, tuổi thân. Từ vi tuổi tỵ thứ sáu ngày 25 tháng 6 năm 2021. Xem vận trình ngày thứ sáu này với bà tuổi tỵ cho chúng ta thấy là với bà tuổi tỵ đang gặp ngày có thiên quan chiếu mệnh. Cái điều này làm cho bạn đang có điểm báo, có họa tiểu nhân vây quanh, làm cho công việc của bạn vì thế cũng dễ gặp phải rủi ro, trở ngại. Bạn mệnh tuổi tỵ cần phải lưu ý hơn trong những mối quan hệ ở nơi công sở, nơi làm việc là bạn hai thù chẳng thế nào biết trước được bạn tuổi tỵ nhé. Ngày này với bạn tuổi tỵ đúng là ban đầu kẻ tiểu nhân chẳng hề có ý xấu với bạn, nhưng khi nhìn thấy những gì mà bạn đã có thì lại sinh ra lòng đố kỵ, ganh ghét mà muốn cướp lấy. Nếu như bạn cứ tiếp tục cả tin như vậy, bạn có thể sẽ tự tay đổ công sức vất vả bấy lâu của mình xuống sông xuống biển đó. Trong vận trình ngày thứ sáu này với bà tuổi tỵ lại đang gặp được ngày có họa sinh cho thổ vượng, cái điều này cho thấy về chuyện tình cảm giữa bạn với người ấy càng ngày càng trở nên sâu sắc hơn và đôi khi cũng nảy sinh sự tranh cãi. Nhưng sau những lần như vậy, hai người lại càng hiểu và yêu thương nhau nhiều hơn, tình cảm thậm chí càng thêm nồng nàn, thám thiết hơn. Vài tử vi tuổi ất tỵ thuộc mệnh hỏa đề phòng tiểu nhân quấy phá dẫn đến rủi ro tử vi tuổi đinh tỵ thuộc mệnh thổ lưu ý những mối quan hệ ở nơi công sở, nơi làm việc, tử vi tuổi kỷ tỵ thuộc mệnh mộc có thể vứt bỏ mọi nỗ lực vất vả chỉ vì cả tin, tử vi tuổi tân tỵ thuộc mệnh kim tình cảm đôi lứa có được sự bền vững, khang khít sau bao nhiêu sóng gió, tử vi tuổi quý tỵ thuộc mệnh thủy thành công của bạn có thể khiến cho người khác đố kỵ. Vài đánh giá của bà tuổi tỵ trong ngày thứ sáu này, sự nghiệp 3 sao tài lộc, 3 sao sức khỏe, 4 sao tình cảm, 5 sao con số may mắn, số 16, số 89, giờ tốt từ 11 giờ đến 13 giờ, màu sắc cát tường, màu đỏ, màu cam, quý nhân phù trợ, tuổi Dậu, tuổi Sửu, tuổi Thân. Từ vi tuổi ngọ thứ sáu ngày 25 tháng 6 năm 2021 xem vận trình ngày thứ sáu này với bà tử ngọ cho chúng ta thấy là bà tử ngọa đang gặp được ngày có chính quan trợ mệnh cho nên với bạn đang có được báo hiệu sẽ đón nhận một ngày với công việc nhiều xun xỉa không có nhiều điều cần phải lo lắng bạn mệnh tử ngọa chỉ cần làm theo đúng như kế hoạch mà mình đã đề ra là có thể thu được những thành quả như mong đợi với bạn tuổi ngọ có tinh thần trách nhiệm cao là điều mà bạn được cấp trên tin tưởng và đánh giá cao. bạn mạnh cần phải cố gắng để phát huy để giành được nhiều thành công hơn nữa với mình. bạn cũng nên tạo thêm động lực để làm việc cho mình. có như vậy con đường thanh tính của bạn sẽ càng ngày càng rộng mở hơn. trong ngày thứ sáu này với bà tuổi ngọ lại đang gặp được ngày có ngũ hành tương sinh. Cái điều này giúp cho bạn đang có được vận đào hoa thêm phần được khởi sắc. Đối với những bạn đang quản độc thân, có thể được ai đó để ý tới. Tính cách đặc biệt của bạn khiến cho đối phương không khỏi rung động. Tuy nhiên, tình yêu cần đến từ hai phía. Quyền lựa chọn vẫn nằm ở trong tay bạn, bạn tuổi ngọ nhé. Về tử vi tuổi giáp ngọ thuộc mệnh kim, công việc tiến trị được thuận lợi, không có gì phải lo lắng. Tử vi tuổi bính ngọ thuộc mệnh thủy, chỉ cần làm theo kế hoạch đề ra là có thể thu được lợi như mong đợi. Tử vi tuổi mậu ngọ thuộc mệnh hỏa được cấp trên tin tưởng và đánh giá cao với tinh thần trách nhiệm của bạn. Tử vi tuổi canh ngọ thuộc mệnh thổ cần phải tự tạo thêm động lực làm việc cho mình. Tử vi tuổi nhâm ngọ thuộc mệnh mộc vận đào hoa được khởi sắc đối với những bạn đang quản độc thân được người khác giới để ý. Và đánh giá của bà tuổi ngọ trong ngày thứ sáu này, sự nghiệp 5 sao, tài lộc 4 sao, sức khỏe 4 sao, tình cảm 5 sao, con số may mắn số 15, số 68, giờ tốt từ 7 giờ đến 9 giờ, màu sắc cát tường màu cam, màu hồng, quý nhân phù trợ, tuổi mão, tuổi dần, Từ vi tuổi mùi thứ sáu ngày 25 tháng 6 năm 2021 Xem vận trình ngày thứ sáu này với bà tuổi mùi cho chúng ta thấy là bà tuổi mùi đang gặp được ngày của chính ấn nâng đỡ cho nên sự nghiệp của bạn trong ngày hôm nay không có nhiều trở ngại thậm chí bạn sẽ tìm được đồng minh đắc lực cùng chung chí hướng cho nên cả hai đồng lòng giải quyết được mọi vấn đề rất nhanh chóng nữa và với bạn túi mùi thời điểm này cơ hội thăng tín của bạn mệnh khá tốt chỉ cần với bạn làm tốt nhiệm vụ của mình một cách tốt nhất là có thể có được những cơ hội đảm nhiệm trọng trách lớn lao mà cấp trên tin tưởng giao cho bạn Bên cạnh đó, trong vận trình ngày thứ sáu này với ba tuổi mùi, lại đang gặp ngày có thổ khí vượng. Cái điều này cho thấy với bạn cần phải quan tâm tới sức khỏe của mình bởi sức khỏe của bạn dễ bị tác động bởi những yếu tố ngũ hành. Bạn cần phải chú trọng tới việc ăn uống đừng cố bộ bữa hay là ăn uống không hợp vệ sinh mà gia tăng sức ép cho đường tiêu hóa, dạ dày làm cho sức khỏe của bạn có phần bị giảm sút Tử Vi tuổi Ất Mùi thuộc mệnh Kim, sự nghiệp thuận lợi, không có điều gì cần phải lo lắng, Tử Vi tuổi Đinh Mùi thuộc mệnh Thủy, tìm được đồng minh đắc lực cùng chung chí hướng từ vi tuổi kỷ mùi thuộc mệnh hỏa cơ hội thăng tiến càng ngày càng rõ ràng nếu như bạn tiếp tục phát huy năng lực của bản thân từ vi tuổi tân mùi thuộc mệnh thổ có được cơ hội đảm nhiệm trọng trách lớn lao của cấp trên từ vi tuổi quý mùi thuộc mệnh mộc sức khỏe bị ảnh hưởng xấu nên xây dựng chế độ ăn uống khoa học lành mạnh hơn và đánh giá của bạn tuổi mùi trong ngày thứ sáu này sự nghiệp năm sao tài lộc 4 sao, sức khỏe 3 sao, tình cảm 4 sao, con số may mắn số 78, số 89, giờ tốt từ 13 giờ đến 15 giờ, màu sắc cát tường màu nâu, màu cam, quý nhân phù trợ, tuổi hợi, tuổi mão, tuổi ngọ. Tử vi tuổi thân thứ sáu ngày 25 tháng 6 năm 2021 xem vận trình ngày thứ sáu này với bạn tuổi thân cho chúng ta thấy là bạn tuổi thân trong ngày này đang gặp được ngày cúc cục diện ngũ hành tam hợp thân tí thìn phù trợ cái điều này mang tới cho bạn gặp được vận quý nhân trong ngày hôm nay sẽ giúp đỡ cho bạn chẳng những công việc của bạn tuổi thân trong ngày này được suôn sẻ mà cái chuyện tình duyên của bạn còn thắm sắc hơn giúp cho bạn có được tâm trạng hân hoan suốt cả ngày với bạn tuổi thân ạ càng thể hiện được vai trò quan trọng của mình trong tập thể nếu như bạn tiếp tục giữ vững được phong độ hiện tại chẳng mấy mà bạn sẽ được cất nhắc lên vị trí phù hợp với năng lực của mình hơn. Bên cạnh đó, trong vận trình ngày thứ sáu này với bạn tuổi thân đang gặp được ngày có thổ sinh cho Kim Vượng, cái điều này cho thấy về cái chuyện tình cảm lứa đôi, vợ chồng chẳng gặp phải bất kỳ trở ngại nào. Thậm chí, dù công việc của cả hai bên đều rất bận rộn nhưng cả hai vẫn chẳng hề quên trao đổi những câu nói ngọt ngào, sự lãng mạn và cả sự quan tâm kịp thời đến nhau nữa. Vai tử vi tuổi giáp thân thuộc mệnh thủy quý nhân tới giúp cho vận trình của bạn vô cùng là sáng sủa. Tử vi tuổi bính thân thuộc mệnh hỏa thể hiện được vai trò quan trọng trong tập thể. Tử vi tuổi mậu thân thuộc mệnh thổ có thể được cất nhắc lên vị trí phù hợp nếu như giữ được phong độ như hiện tại. Tử vi tuổi canh thân thuộc mệnh mộc tình cảm được xuân sẻ, không gặp bất cứ trở ngại nào. Từ vi tuổi nhâm thân thuộc mệnh kim, dù có bạn rộn nhưng vẫn không quên quan tâm tới nửa kia của mình. Vài đánh giá của bạn tuổi thân trong ngày thứ 6 này, sự nghiệp 5 sao, tài lộc 4 sao, sức khỏe 4 sao, tình cảm 5 sao, con số may mắn số 24, số 77, giờ tốt từ 13 giờ đến 15 giờ, màu sắc cát tường, màu trắng, màu vàng quý nhân phù trợ tuổi tý tuổi thìn tuổi dậu tử vi tuổi dậu thứ sáu ngày 25 tháng 6 năm 2021 xem vận trình ngày thứ sáu này với bà tuổi dậu cho chúng ta thấy là bạn thứ Dậu trong ngày này đang có được báo hiệu bạn trải qua một ngày gặp được nhiều điều may mắn nhờ quý nhân lục hợp mang tới đặc biệt là với bạn trong ngày này có được đào hoa khởi vượng tới không ngờ. Sau thời gian chờ đợi bấy lâu thì với bạn sẽ gặp được nhân duyên của đời mình, tình yêu mở lối trái tim. Và ngày này đối với các cặp vợ chồng sẽ có những giây phút hạnh phúc, thăng hoa bên nhau, cuộc sống hôn nhân với nhiều áp lực đời thường cũng không khiến cho tình cảm nhạt phai mà càng ngày càng trở nên bền chặt hơn nhờ sự chia sẻ của cả hai bạn tuy nhiên trong vận trình ngày thứ sáu này với bạn tuổi dậu lại đang gặp ngày có kíp tài chiếu mệnh và đây là điểm báo với bạn đang có họa phá tài đến rất gần bạn đang có điểm báo mất tiền hao của có thể khiến cho bạn rơi vào cảnh khốn đốn và lúc này tốt nhất cho bạn tuổi dậu là không nên tham gia vào các dự án đầu tư có phần mạo hiểm bạn hãy để dành cho những cơ hội tính toán chắc chắn hơn vài tử vi tuổi ất dậu thuộc mệnh thủy có được vận quý nhân mang tới cho bạn vận đào hoa thắm sắc tử vi tuổi đinh dậu thuộc mệnh hỏa gặp được nhân duyên định mệnh của đời mình sau bao nhiêu thời gian dài tìm kiếm tử vi tuổi kỷ dậu thuộc mệnh thổ vợ chồng có được sự hạnh phúc gia đạo ấm êm nhờ sự sẻ chia tử vi tuổi tân dậu thuộc mệnh mộc có báo hiệu phá tài mất tiền hao của tử vi tuổi quý dậu Cuộc mệnh kim không nên tham gia vào các dự án đầu tư có sự mạo hiểm. Vài đánh giá của bạn tuổi Dậu trong ngày thứ 6 này, sự nghiệp 4 sao, tài lộc 3 sao, sức khỏe 4 sao, tình cảm 5 sao, con số may mắn số 12, số 57, giờ tốt từ 7 giờ đến 9 giờ, màu sắc cát tường màu bạc, màu vàng, quý nhân phù trợ, tuổi Tỵ, tuổi Sửu, tuổi Thìn. từ vi tuổi tuất thứ sáu ngày 25 tháng 6 năm 2021. Xem vận trình ngày thứ sáu này với bà tuổi tuất cho chúng ta thấy là bà tuổi tuất đang gặp ngày có cục diện ngũ hành tứ hình sông thìn tuất xỉu mùi và đây là lời cảnh báo cho bà tuổi tuất trở nên vướng phải những cuộc tranh cãi xích mích trong ngày hôm nay kẻo bạn có thể gặp rắc rối không nhỏ xảy ra càng là người xa lạ thì với bà tuổi tuất càng phải cố gắng giữ hòa khí để hạn chế tối đa rủi ro xảy ra với bản thân mình vì họa từ miệng mà ra. Với bạn tuổi tuất và dù bạn gặp phải chuyện bực dọc, với bạn cũng cần phải trút giận đúng người, đúng tội, chớ nên mang những cảm xúc nóng nảy, tiêu cực về nhà, rồi trút lên đầu nửa kia, có thể bạn đang tự tay phá hủy hạnh phúc gia đình của mình nữa đó. Trong công việc của bạn tuổi tốt ngày thứ sáu này, bạn cần thêm sự quyết đoán và hành động dứt khoát hơn. Đừng có để cho những nỗi sợ hãi về những chuyện chưa xảy đến cản đường của bạn. Nhất là khi bạn đang sẵn sàng khi có được thiên ấn ở bên hỗ trợ. Không hành động lúc này, bạn sẽ phải hối tiếc khi cơ hội qua đi mất đó nhé. Vài từ vi tuổi giáp tốt thuộc mệnh hỏa trở nên vướng vào các cuộc tranh cãi, xích mích kéo lại gặp rắc rối lớn từ vi tuổi bính tuất thuộc mệnh thổ cố gắng giữ hòa khí trong mọi hoàn cảnh để không gặp phải hỏa vạ từ miệng mà ra từ vi tuổi mậu tuất thuộc mệnh mộc có thể phá hủy hạnh phúc khi trút giận lên người mình yêu thương từ vi tuổi canh tuất thuộc mệnh kim cần thêm sự quyết đoán và hành động dứt khoát hơn từ vi tuổi nhâm tuất thuộc mệnh thủy cơ hội chẳng chờ đợi một ai đừng có bỏ lỡ vì mãi do dự và đánh giá của bạn tuổi Tuất trong ngày thứ sáu này sự nghiệp 3 sao tài lộc 3 sao sức khỏe 3 sao tình cảm 3 sao con số may mắn số 11 số 49 giờ tốt từ 11 giờ đến 13 giờ màu sắc cát tường màu trắng màu nâu quý nhân phù trợ tuổi thân tuổi dần tuổi ngọ từ vi tuổi hợi thứ sáu ngày 25 tháng 6 năm 2021. Với bạn tuổi hợi bước sang ngày thứ sáu này, thầy tử vi chỉ ra rằng bạn tuổi hợi đang gặp được ngày của thực thần chiếu mệnh. Cái điều này mang tới cho bạn có được cơ hội kiếm tiền bất ngờ trong ngày hôm nay. Thậm chí bạn còn chưa kịp chuẩn bị về tâm lý thì tiền đã đổ về túi nữa rồi. Và với bạn tuổi hợi á, bạn biết cách tận dụng lợi thế của mình đang có để đạt được những cơ hội phát tài nhiều người ngưỡng mộ. Không phải ai cũng có sẵn may mắn, cho nên với bạn tuổi hợi cần phải tranh thủ tính đến các kế hoạch về đầu tư dài hạn cho tương lai để duy trì nguồn lợi nhuận cho bản thân mình nữa. Trái ngược với sự may mắn về tiền bạc thì chuyện tình cảm của bạn tuổi hợi trong ngày hôm nay lại khá gập gần do ảnh hưởng của ngũ hành, thổ khắc với thủy vợ chồng đang thiếu đi sự chia sẻ, cảm thông, cho nên dễ hiểu lầm về công việc của nhau, tình yêu của đôi lứa chưa đủ lớn, cho nên dễ có những yếu tố ngoại cảnh làm rạn nứt mối quan hệ tình cảm này nữa. Vài tử vi tuổi Ất Hợi thuộc mệnh Hỏa có được cơ hội kiếm tiền bất ngờ, tiền đổ về nhà ào ào. Tử vi tuổi Đinh Hợi thuộc mệnh Thổ biết tận dụng lợi thế để đạt được cơ hội về tài lộc. Tử vi tuổi Kỷ Hợi thuộc mệnh Mộc nên tính tới các kế hoạch đầu tư dài hạn để duy trì nguồn vốn ổn định. Tử vi tuổi tân hợi thuộc mệnh kim, tình cảm gặp gành, do thiếu đi sự chia sẻ, cảm thông. Tử vi tuổi quý hợi thuộc mệnh thủy, tình yêu đôi lứa chưa đủ lớn, dễ bị yếu tố ngoại cảnh làm ảnh hưởng. Về đánh giá của bạn tuổi hợi trong ngày thứ sáu này, sự nghiệp 4 sao, tài lộc 5 sao, sức khỏe 4 sao, tình cảm 3 sao, con số may mắn số 28, số 56, giờ tốt từ 17 giờ đến 19 giờ, màu sắc cát tường màu trắng, màu bạc, quý nhân phù trợ, tuổi tí, tuổi xỉu, tuổi mùi. Cảm ơn các bạn đã theo dõi video clip. Đừng tích like, comment, đăng ký kênh ủng hộ chương trình để theo dõi những video ý nghĩa hàng ngày. Xin chào và hẹn gặp lại.